Chúng ta đến với phần giải của câu 1 trong đề thi DBS 141535 của K3 ngày 14 tháng 1 năm 2015. Trong câu 1A thì người ta bắt chúng ta tính cái định thức của ma trận B. Thì đối với cái định thức ma trận B, nó chứa một cái tham số trong cái ma trận. Thì đơn giản là chúng ta có thể sử dụng hai cách, nhưng mà đây thì chúng ta sẽ đi theo cái cách mà chúng ta khai triển cái định thức ma trận B theo dòng thứ ba. Tức là mấu chốt đây chúng ta đi khai triển theo dòng hoặc là theo cột chứa cái tham số M đây. Thì chúng ta đi khai triển theo dòng 3 thì chúng ta sẽ thu được. Đấy là định thức của ma trận B thì nó chính là bằng 4 M nhân với cả A31 cộng với M nhân A32 trừ đi 2 mà nhân với A33 và cộng với 2 nhân A34. Thì từ cái phần bù đại số A thì chúng ta chuyển về cái phần bù M bằng cách là chúng ta nhân cái hiệu chỉnh trừ 1 mũ Y cộng J. Thì chúng ta có được cái là cái AIJ thì nó chính bằng trừ 1 mũ Y cộng J mà nhân với cái MIJ. Thì chúng ta sẽ thu được cái dòng thứ hai trong cái khai triển này. Và khi mà đã hiệu chỉnh về dấu và đưa về cái phần bù rồi thì chúng ta sẽ đưa ra cái phần bù M31. Thì tức là cái định thức mà thu được từ định thức của ma trận B bằng cách xóa đi dòng 3 và cột thứ nhất. Và khi xóa đi dòng 3 và cột thứ nhất của ma trận B mà lấy định thức thì chúng ta thu được là trừ 2, 1, 1, 4, trừ 3, 1, trừ 1 và 2, trừ 1, 3, 2, trừ 1, 3. Thì làm một cách tương tự thì chúng ta xóa đi dòng 3 và cột thứ 2 trong ma trận B và lấy định thức thì chúng ta thu được cái phần bù M32. Lúc này xóa đi dòng 3 và cột thứ 2 thu được là 3, 1, 1, 2, trừ 3, trừ 1 và 3, trừ 1, 3. Rồi làm tương tự cho các cái phần bù khác thì chúng ta thu được cái định thức của ma trận B. Thì bằng cách là chúng ta cái ưu điểm của việc mà chúng ta khai triển theo dòng hoặc là theo cột chứa M ấy, chứa tham số ấy, đấy là chúng ta đưa về được các định thức, các phần bù mà lúc này nó không có chứa giá trị của M và chúng ta có thể sử dụng máy tính để chúng ta tính toán ra kết quả hoặc là tính tay thì nó cũng dễ dàng. Và từ đây chúng ta tính được cái phần bù M31 chính bằng 8, nó chính bằng 4 x 8 này. Phần bù M32 chính bằng là -32. Phần bù M33 chính bằng 52 và phần bù M34 thì chính bằng 12. Vậy kết quả nó chính là 4 x 8 trừ đi M nhân với là -32 trừ đi 2 mà nhân 52 và trừ đi 2 nhân 12. Và kết quả cuối cùng là 32 M trừ đi 96. Và det của B chính là bằng 32 nhân với cả M trừ 3. Trong câu 1B thì đề bài bắt chúng ta tìm đi tìm cái dòng thứ 3 của cái ma trận 5B A phẩy. Thì trong đó ma trận A phẩy nó chính là một cái ma trận chuyển vị của ma trận A. Thì bằng cách là chúng ta viết dòng của ma trận A theo cột của ma trận A phẩy thì chúng ta thấy là trừ 3, 5, 1, trừ 2 chính là dòng 1. Cột 1 của ma trận A phẩy chính là dòng thứ nhất của ma trận A. 2, trừ 6, trừ 3, 5 chính là cột thứ 2 của ma trận A phẩy, nó chính là dòng thứ 2 của ma trận A. Và đây cũng chính là cái dòng thứ 3 của ma trận A. Khi đó thì chúng ta có được cái dòng thứ 3 của ma trận 5B A phẩy, lúc này sẽ là 5B A phẩy tất cả dòng 3. Và nó được biểu diễn dưới dạng là nó bằng 5 nhân với là dòng 3 của ma trận A và nhân với ma trận A của ma trận B và nhân với ma trận A phẩy. Và nó sẽ bằng 5. Mà dòng 3 của ma trận B nó chính là bằng 4M trừ 22. Dòng 3 của ma trận B thì chính là bằng 4M trừ 22. Thì chúng ta đưa ra và chúng ta nhân thêm cái ma trận A phẩy vừa đưa ra được ở trên thì chúng ta nhân ra thì chúng ta thu được nó bằng 5 mà nhân với cả một cái dòng 5M trừ 18 trừ 6M cộng 24 và 4M trừ 12. Và chúng ta thu được kết quả cuối cùng của dòng thứ 3 của ma trận 5B A phẩy, nghĩa là dòng 25M mà trừ 90
trừ 30m cộng 120 và 20m trừ 60. Bằng cách là chúng ta đi nhân cái dòng 3 của ma trận B này, nhân với cả cái cột thứ nhất của ma trận A phẩy này, thì thu được cái 5m trừ 18 này, nhân cái dòng dòng 3 của ma trận B này với cả cái cột thứ hai của ma trận A phẩy thì thu được cái giá trị là trừ 6m cộng 24. Và tương tự chúng ta thu được nhân cái dòng 3 của ma trận B với cả cái cột thứ 3 của ma trận A phẩy, thu được cái giá trị là 4m trừ 12. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ kết luận, khi mà tính toán ra được, chúng ta kết luận là các phần tử thuộc dòng 3 của ma trận 5B A phẩy theo thứ tự là các phần tử ở trên này.